Vâng, em Phương Audio xin mến chào toàn thể các bác. Hôm nay là ngày 15 tháng 4, tiếp tục em lại gửi đến và giới thiệu đến cho các bác những bộ âm thanh mini hàng siêu rẻ nha. Để không mất thời gian, em cũng xin thông báo cho các bác biết là bên em vẫn là không bao ship nha. Mà ship COD bên em là phải có cọc. Cọc ít nhất một sản phẩm là 300 ngàn trở lên các bác nha. Đây là mã số đầu tiên của ngày hôm nay, mang thương hiệu là Victor UX-Q10 nha. Mã số đầu tiên của ngày hôm nay là con Victor chạy full chức năng, có FM108 luôn các bác nha. FM108 phân tần số của Đài Truyền hình Việt Nam. E căng của em này còn rất là ok, không bị gãy bể lở gì hết. Hơi xấu hơi bẩn một tí thì các bác về các bác giặt nó đi một tí là ok thôi nha. Đây là phía sau của em này. Công suất là 20W một loa, trợ kháng là 4 ohm. Cục âm ly này nó là 50W. Mã số đầu tiên của ngày hôm nay, chạy full chức năng, em để cho các bác với cái giá là 800 ngàn đồng nha. Rồi kế tiếp là mã số 2, một em mang thương hiệu Sony M35. Em này có cổng USB rất là tiện lợi các bác nha. Các bác mua một cái USB bắt Bluetooth đây cũng được mà chơi USB cũng được nha. Tiếng Sony thì cực kỳ sáng, bộ này còn khá là đẹp các bác. Ok nha các bác nha. Em này là Sony, chạy full chức năng MD và CD, hoạt động ok. Đây là phía sau của bộ Sony này đây. Loa còn rất là đẹp. Bộ này còn rất là mới, rất là đẹp các bác nhá. Vuông thành sắc cạnh còn rất là trắng tinh luôn. Dòng loa này nó không báo công suất nhá, trợ kháng của này là 8 ohm. Cục âm ly này là 45W, điện 100V nha. Mã số 2 chạy full chức năng, em để cho các bác với cái giá là 800 ngàn đồng luôn nha. Rồi kế tiếp là mã số 3. Cứ ra đút. Đây là mã số 3 đây các bác. Kenwood, màn là màn viền của thằng này là viền bằng vải, viền vải các bác nhé, khá là bền. Chép đom màn lụa, dòng chép đom thì các bác đã biết, tuyệt vời hay. Nghe càng đây các bác nha. Đấy, một cái thì nó trắng tinh, còn một cái thì nó hơi bẩn nha. Thì cái này các bác về các bác đưa xà bông và giặt thoải mái, không vấn đề gì hết, không ảnh hưởng gì hết nha. Đây là phía sau đây các bác. Còn rất mới, rất là đẹp các bác nha. Công suất là 30W một loa, trợ kháng là 6 ohm. Cục âm ly này nó là 70W nha. Có đường cho các bác chơi súp, gắn súp vào đây nha. Đấy. Các bác nào muốn chơi súp điện thì gắn súp vào đây là ok nha. Mã số 3 chạy full chức năng, em để cho các bác với cái giá là 900 ngàn đồng nha. Kế tiếp là mã số 4. Đây là một em mang thương hiệu là Victor Z11, UX Z111 nhá. Thì dòng đời này nó là chạy CD nó chết trượt như vậy. Đấy, CD em mới test đây, thì hoạt động ok các bác nhá. CD hoạt động ok. Còn hai cửa MD này thì em test. Đây là hai cửa MD nhá, em test nó không đọc nhá. Có nghĩa là đọc rất là vấp,
nên là em không bao cửa MD này nhé, hai cửa MD. Còn CD thì ok, còn đỏ băng. Đỏ băng thì nó như vậy đây. Đấy, các bác cái đầu băng này các bác phải nhấn mạnh vào nhé, nhấn mạnh vào nó ra được nhé. Bình thường là cứ đấy, nhấn mạnh vào nó vào được, nhấn nhẹ nhẹ như vậy thì bình thường nó không ra đâu nhé. Tại cái này là cái khe của nó nằm rất là sâu nên các bác phải nhấn thật là mạnh vào để cửa băng nó mới ra được, cũng không phải là mạnh lắm đâu nhé các bác nhá, đừng có bảo mạnh quá thì chết. Viết to cái dòng thằng e căng này này nó bị rách từ lưa hết cái này ra nhá, nó còn cái khung bằng nhựa cho nên là vẫn rất là ok. Các bác về các bác bọc một cái lớp vào đây nhá, có nghĩa là hai cái khung thì em vẫn còn đầy đủ để cho các bác, thì các bác về đấy em gắn vào như bài đây, một cái thì em đang để trên kia đó, các bác về các bác bọc vào cho em thì em bán cái giá là không nha căng, nhưng mà em vẫn cho các bác hai cái khung để các bác về bác bọc nhá. Thằng này có đường giải mã optical nhá, loa thì tuyệt vời đẹp không thể chê vào kiểu nào nhá. Là loa này đó, vân gỗ tuyệt vời luôn. Giờ môn thành sẽ cạnh rất là đẹp các bác. Công suất loa là 35W một loa, trợ kháng là 4 ohm, dòng 4 ohm thì các bác biết đánh khá là hay nhá, khá là dễ bị ghép vào những cái đầu và những cái âm ly nhá. Em này là có FM108 luôn các bác nhá. Đó, FM108. Bây giờ loa rất là đẹp các bác. Đây này. Chưa? Cục âm ly này là 70W nhá. Đây là đường optical này, đó, đường giải mã optical này, FM108 này. Mỗi cái không chạy MD còn tất cả là ok hết các bác nhá. 800.000 đồng mã số 4 các bác. Kế tiếp là mã số 5. Đây là một em mang thương hiệu Victor. Loa bao quay giống thằng Victor bên kia luôn, như thằng này thì để chạy full chức năng, chạy hai cửa MD và CD hoạt động ok đó. Thì này đứt hết dây loa, nó đứt sát vào nên em không thể test nhạc cái bộ này cho bác được. Dòng này thì em đã test rất là nhiều rồi nhá, đó thì em cũng giới thiệu sơ qua. Đây là e-căng của em này đây, e-căng còn khá là mới nhá, mới đẹp. Đó. Còn phía sau của em này đây. À, đến đứt dây ngắn quá nên em không ấy được nha các bác nhá. Dòng này thì khá là quen thuộc rồi. 20W một loa, trợ kháng là 4 ohm. Cục âm ly này nó là 50W. Đấy. Có FM108 phun tần số, còn cầu AUX nó nằm dưới đây nha. Cầu AUX nằm dưới đây. Mã số 5 chạy full chức năng, em để cho các bác với cái giá là 900.000 đồng nha. Rồi, kế tiếp là mã số 6. Một em mang thương hiệu Onkyo FR7GX. À, đi đôi song song với đôi loa là 7GX luôn các bác nhá. Bạn đang phải trả 179.000 đồng mỗi tháng cho một ứng dụng phát trực tuyến và 59.000 đồng mỗi tháng cho một ứng dụng nghe nhạc và 200. Bên này nó mất một cái chấu này các bác nhá. Thì mình gắn ba cái chấu này, ba cái căng này vào thì bình thường không phải được vấn đề gì hết nhá. Premium chỉ với 79.000 đồng, tận hưởng mọi lợi tương đương và toàn bộ nội dung trên YouTube. Dòng này là màn carbon, màn vàng nhá, vàng carbon. Viên cao su chép đom, dòng loa có phân tần thì đánh khá là tiếng sạch sẽ và hay nhưng mà nha.
cực hay luôn chứ không phải là hay bình thường. Để em sẽ quay phía sau cho bác luôn. Đó, đất mới nhá, bên hông này. Đó. Đấy chưa các bác? Quá đẹp luôn. Xuất sắc nhá. Từ loa cho đến đầu. Công suất loa là 70W một loa, trợ kháng là 4 ohm. Còn cục âm ly này là 48W. Đây là đường xúc và đây là optical, đường optical out nhá. Còn đây một hàng đường này để được quét đường xuất ra, đường một đường vào và đường ra, xuất thêm một âm ly nhá. Đó. Có rất là ok, rất là mới nha. Mùa này còn khá là đẹp, khá là mới các bác. Còn xước sáp thì sẽ có một vài vết nho nhỏ không đáng kể. Mã số 7. Mã số 6. Em để cho các bác với cái giá là 1.800.000 đồng nha. Rồi kế tiếp là mã số 7. Cũng là một em mang thương hiệu Onkyo FR X7. Thằng này đi đôi song song với đôi loa cũng là X7 luôn nhé. Viền thì là vẫn là viền cao su chép đông ra phân tần luôn, nhưng mà cái dòng này nó lại là cái viền trong của thằng này, nó là dòng vân da chăn nhé các bác nhé. Thằng này nó là chạy phun chức năng luôn đó, chạy phun chức năng luôn nhá. Đây thì cái loa này nó hơi bị chảy đây này, hơi bị chảy một tí này nhau nha, góc này nha, nói trước luôn hai bên nó bị như vậy đó. Thì em sẽ bán với cái giá là chảy luôn nhá. Còn đây công suất loa là 70W một loa luôn, trợ kháng này là 5 ohm. Đây là đường giải mã optical, một đường in và một đường out nhá. Cục âm ly này nó là 48W, cũng có rất là nhiều đường này các bác nhá. Trợ kháng là 6 ohm nhá, trợ kháng là 6 ohm, công suất 70W. Đấy thì nó bị chảy chút xíu như vậy. Mã số 7 chạy phun chức năng em để cho bác với cái giá là 1.700.000 đồng nhá. Rồi kế tiếp là mã số 8, cũng là mã số cuối cùng của ngày hôm nay đây các bác. Một em mang thương hiệu Đồng Đông. Nông 2 thớt rời các bác nhá, 2 thớt rời. Thớt này là thớt MD này, thớt này là thớt CD. Đó. Đây là có chế độ chỉnh nhạc, đây em sẽ chỉnh nhạc bác nghe nhá. EQ là EQ, EQ là chỉnh nhạc nhá. Đấy. Bass nhiều này. Có nghĩa là các bác thích dòng nhạc bolero hoặc là nhạc trữ tình thì các bác bấm vào cái chế độ này, em bóp cho em nhá. Còn các bác muốn chơi nhạc remix thì các bác bấm bốt nè, bốt đó. Loa là loa dòng này nó có hai cái lỗ mũi như kiểu hai lỗ mũi trâu nó nằm phía trước nhá, nhìn khá là đẹp, khá hợp hố các bác. Giá cả thì em sẽ báo sau. Đây em sẽ quay cho các bác một vòng để các bác ngắm và chiêm ngưỡng. Đấy ạ. Đó. Đúng thời điểm vào đây. Đó. Cầu siết bắp chuối nhá. Cái này là em đút vào để em test máy cho bác thôi nhá. Đúng là siết bắp chuối các bác phải nhét vào đây nhá. Rất đẹp nhá. Công suất là một loa là 100W một loa, hai loa là 200W thôi nhá. Đó, trợ kháng là 6 ohm.
Còn cục âm ly này nó có 3 đường giải mã này. Một đường out và hai đường in, một đường in 1 và một đường in 2 nhá. Còn cục âm ly này là một đường này, một đường là đường này là đường out nhá. Đấy. Đường này là đường cho các bác ra chơi súp này. Và đường out in để cho các bác xuất thêm ra một con âm ly khác. Ok nhá. Đó, cục âm ly này, cục âm ly là 45W. Còn thớt ở trên này nó là 14W. Thớt ở trên nó chỉ là thớt MD thôi các bác. Đó, còn loa thì tuyệt vời, không thể chê ở chỗ nào nhá. Rất đẹp. Tình trạng của em này là CD thì em test không kêu nhá, không ra nhá. Còn MD hoạt động ok. Kết nối điện thoại máy tính rất tốt thì các bác dòng này thì 24 tiếp không cần phải một nhá. Em để cho các bác với cái giá là mã số 8 là 2 triệu đồng nhá. Được chưa? Rồi các bác yêu mến những bộ âm thanh nào thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho em là 0817 502 502. Để được chốt những em mà các bác yêu mến nhá. Rồi video của em đến đây là kết thúc. Mến chào và hẹn các bác vào 19 giờ tối ngày mai.